Chào cả nhà, như mọi người thấy hiện tại là Vi đang cầm sơ đồ của dự án Solar City thuộc thị trấn Bến Lức. Và Vi đang đứng tại vị trí này, chính giữa của lốc A2. Đây, giờ Vi sẽ mời cả nhà mình ra xem thực tế nhé. Đó là cái công viên đúng không? À, số 4 là cái công viên đó mọi người à. Ừ. Mọi người ơi, phía sau của Vi đó chính là công viên. Nó dùng để phân cách hai lốc nhà. Và trong cái dự án này của mình á, cái lốc A2 này sẽ có một cái diện tích đặc thù của nó là 5 x 15. À, và đường của mình bên đây sẽ là 9m. Ủa, 5x15 hay 5x17 vậy? 5x15 ạ. Rồi. À, bản đồ này không thể hiện ra. Rồi, thôi đi. Nó như cái nhà mình thấy ở chính giữa đó là nó có một cái công viên. Một cái công viên nhỏ thôi. Thì nếu như mà cái nhà mình là, thứ nhất là nhà mình có con nhỏ, thứ hai là có ông bà lớn tuổi á, thì rất là thích hợp khi mà ở khu này. Tại vì khi mình ở trong đây thì giống như là khép kín vậy đó. Thì nó sẽ tạo một cái sự, thứ nhất là an toàn, thứ hai là mình sẽ cảm giác được cái khu này nó sẽ rất là sung túc, rất là vui vẻ để cho những người lớn tuổi ở đây nè. Nó còn phía trong này thì cái công viên nó tầm khoảng cỡ này thôi nha cả nhà. Nó tầm nó cỡ này là nó hết rồi nè. Còn phía trong là nó sẽ một cái đường rộng luôn. Cho nên là khi mà mình vào đây á, mình mua ở trong này thì mình để xe nó rất là thoải mái. Nó còn cái mẫu nhà thì nó cũng giống như tất cả những mẫu nhà kia thôi, nó đều giống nhau hết, nó không có khác gì hết. Nếu như anh chị của mình đang làm việc thì công việc có những cái áp lực cao á, thì mình ở trong nhà mình nhìn ra công viên, nhìn ra cây xanh mình cũng sẽ cảm thấy là relax hơn. Nó sẽ tạo một cái cảm giác nó thoải mái cho mình khi một ngày làm việc vất vả đó cả nhà. Thì mình về đây mình ở thì mình sẽ hưởng được cái không khí nó trong lành nè, rồi xong rồi những cái người dân thân thiết xung quanh nữa, thì nó sẽ tạo một cái cảm giác cho mình rất là thoải mái, thư giãn, để qua ngày hôm sau thì mình có thể làm việc một cách nó tốt hơn, để mình có thể là mình kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho cuộc sống và gia đình của mình. Còn trước mặt cái nhà mình là lốc A5 á. Dạ thôi, bây giờ thì Nhân với lại Vi sẽ dẫn cả nhà mình đi vào một cái căn nhà mẫu ở bên trong để mình xem được cái căn nhà của mình ở trong tương lai như thế nào nha. Rồi Nhân xin mời cả nhà mình. Mọi người là do hiện tại là cái căn ở bên A3 đó, cầu thang nó chưa có xây xong nên là Vi không thể nào dẫn mọi người đi xem được. Nên là Vi sẽ dẫn mọi người đi xem một căn ở A2. Nó rất là giống. Con A3 không có gì thay đổi hết. Xong mà mọi người vào trong xem nè. Ở phía trước là mình có một cái phẳng sân nha cả nhà. Thì cái căn bên kia nó, căn bên đây nó như thế nào thì bên kia nó sẽ như vậy. À, cái phẳng sân của mình là rất là rộng ha. Còn đây là trong nhà. Và phía trước là nó có một cái sa bàn về cái dự án, một lát ngay sẽ quay cho cả nhà mình xem. Thì ở đây cái nhà mình khi mình mua về đó, mình chỉ cần mình lót gạch là xong rồi. Lót gạch ở trên tường thì mình sơn tường. Còn ở trên trần thì nó có hai cách cho mình. Một là mình sẽ làm thạch cao, còn hai là mình có thể là mình sơn luôn, sơn nước luôn. Hai cái đó là tùy cho mình. Thường thường là mình làm thạch cao thì nó sẽ đẹp hơn. Nó đẹp nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà còn mình sơn nước thì nó cũng sẽ đẹp nhưng mà nó không bằng thạch cao được. Tại thạch cao thì mình có thể là mình nhấn nhá những cái điểm nhấn được. Phần phía sau của mình là sẽ có cái khu vi sân để cho mình để máy giặt hay là phơi đồ gì đó. Rồi bây giờ mời cái nhà mình lên lầu nha. Gọi là phòng sinh hoạt chung á cả nhà. Thì mình có thể làm ở đây một cái phòng sinh hoạt chung. Bởi vì nếu mình làm phòng ngủ ở đây thì nó không được rồi. Bởi vì ở đây là mình, nếu mà làm phòng ngủ thì không thể nào mà ở đi lên lầu 2 được. Ha, cho nên là mình làm cái phòng sinh hoạt chung ở đây. Thì mình làm phòng đọc sách này kia đó, cả nhà mình chiều á xong rồi ngồi lại quây quần với nhau. Thì lúc đó là đọc sách này kia hoặc là bàn những cái công chuyện về làm ăn này kia đó. Còn phía trước thì mình có thể làm phòng ngủ.
Để trước mình có ban công nhỏ nha cả nhà. Nó thể ở đây mình làm phòng ngủ nè, hoặc là mình có thể là mình làm, nói chung là mình mua nhà thô thì một cái quyền lợi là được làm theo ý của mình, nó rất là tuyệt vời ở chỗ đó nha cả nhà. Còn nếu như mình mua đầu tư á, thì có thể là mình để tới khi nào cũng được thì nó sẽ không bị hư. Còn nếu như mình mua nhà hoàn thiện sẵn thì nhiều khi là mình để lâu quá nó bị xuống cấp á, cho nên lợi thế rất là lớn khi mình mua nhà thô. Ai thiết kế? À, ai thiết kế? Tức là khách hàng mình có thể là thiết kế. Còn ví dụ như mình mua nhà hoàn thiện luôn thì phía công ty sẽ thiết kế mình là hai phòng ngủ, một phòng ngủ trước và một phòng ngủ sau. Phòng trống này thì cả nhà mình có thể là đặt được một cái bàn nho nhỏ nha, làm một cái bàn cà phê nhỏ, đúng rồi, thì chiều hai chồng lên ngắm cảnh đó, rất là tuyệt vời luôn. Lỗ gì? Thông gió nó có cái trái xoay á đó. Đó nha cả nhà, mình có cái trái xoay mà bằng nhôm á thì nó sẽ lọc cái không khí trong cái nhà của mình, nó không có bị bít. Nó như mình thấy ở trên là đổ, công ty đổ một tấm rất là dày luôn. Nó nhìn thấy là thấy nó dày cỡ nào luôn nha cả nhà. Rất là dày. Còn phía bên đây là khi mà công ty đổ cái trần á, là công ty dùng những cái tấm tôn á, cho nên là nó nhìn nó rất là phẳng à. Tuyệt vời luôn. Không gian mở.